Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. On behalf of the diocese, I wish you a very blessed and joyful new year. We ask for God's blessings in this new year, especially with all of the suffering that we have seen and experienced throughout this pandemic. We ask the Lord to continue to keep us safe, to continue to walk with us, and to bless us in this new year. Brothers and sisters, as we prepare ourselves to celebrate these sacred mysteries of God's love, we pause as we call to mind our sinfulness, and we ask God for his pardon and for his peace. Xin cha Vũ chia sẻ lời Chúa và nhấn mạnh đó là ngày mùng 1 Tết, mặc dù rằng ngày hôm nay là hình như là gần như ngày 17, 20 Tây Tết rồi. Mà là mùng 1 Tết thì trong cái tâm tình của mùng 1 Tết đó là chúng ta tạ ơn cho năm ngoái và xin Chúa chúc lành cho bình an năm mới. Và trong bài phúc âm chúng ta vừa mới nghe đó là Chúa nói với chúng ta là đừng lo gì, ăn gì, uống gì, mặc gì, nhưng chúng ta trước hết phải kiếm tìm nước Thiên Chúa. Và rồi trong cái tâm tình này thì khi tôi ngồi suy để soạn bài giảng thì tôi nhớ một cái câu chuyện mà tôi làm lễ đám cưới cách đây vài năm. Cách đây vài năm tôi dân lễ đám cưới ở St. Francis Assisi. Thì sau lễ đám cưới xong thì tôi cũng đi tới dự ăn trưa ở một nhà hàng cũng là khá gọi là cao trọng, 5 star, đó là Taco Bell. Và rồi tôi ở lúc đó cái Taco Bell nó nằm ngay đường Capitol nè, trên đường Capitol, trên McDonald's, bây giờ nó đóng cửa rồi.
Thì chúng ta ở Việt Nam đó, thì chúng ta thấy những người mù mà bị mù mà cầm cây mà tự đi đó, tự đưa mình dẫn đường đó thì nhiều lắm. Nhưng mà ở Mỹ thì hình như là không có. Cho nên đã bao nhiêu năm thì tôi rời Việt Nam lúc tôi 9 tuổi thì bao nhiêu năm tôi không thấy cái hình ảnh đó nữa. Cho nên khi tôi nhìn thấy cái hình ảnh một cái người mù không ai chắc từ lấy cây rồi bắt đầu đứng xếp hàng mà mua thóc của bêu thì tôi đứng tôi cứ nhìn anh ta thôi. Rồi anh ta mua đồ xong anh ta tự mang cái tray đồ ăn rồi anh ta bỏ xuống rồi anh ta xé từng cái sauce ra anh ta bỏ lên trên cái taco và anh ta ăn một cách rất là ngon. Và tôi cảm thấy giống như anh ta là người sáng mắt vậy. Mà khi mà anh ta chuẩn bị đứng dậy đó thì anh ta mới tìm cái cây mà để chắc đường đó thì cái cây nó lăn đi chỗ khác rồi anh ta không thấy nữa. Cho nên tôi mới đứng dậy, tôi cầm cái cây và đưa cho anh ta. Thì đưa cho anh ta xong thì anh ta nói như thế này: thank you very much, have a blessed day, enjoy the beautiful day and God bless you. Thì tôi nghe cái câu này thì là bình thường, chúng ta cũng nghe bình thường, enjoy the beautiful day, God bless you. Nhưng tôi lái xe về thì tôi mới suy nghĩ câu nói đó sao nó quá hay. Nó hay ở chỗ là không phải là một người thấy đường mà nói với tôi. Cái anh ta bị mù, anh ta mù thì anh ta sống trong bóng tối. Mà sống trong bóng tối thì làm sao anh ta có thấy được ánh sáng. Mà anh ta nói là enjoy the beautiful day, rồi còn God bless you nữa. Cho nên cái anh ta là một con người biết kiếm tìm nước Thiên Chúa và biết tạ ơn cho những gì anh ta đang có. Dù rằng anh ta không có ánh sáng nhưng anh ta có cuộc sống Chúa ban cho anh ta. Cho nên anh ta biết tạ ơn và anh ta trong cái tâm tình tạ ơn đó anh ta mới cảm nghiệm được từng giây phút là một hồng ân. Cho nên anh ta dù có nhiều cái đau khổ, nhiều cái quái âm nhưng anh ta vẫn biết là ơn Chúa ở trong anh ta nên cuộc sống của anh ta vẫn có bình an. Và rồi trong cái tâm tình của chúng ta đang sống chữa mùa dịch này suốt cả gần 2 năm, chắc hẳn rằng là chúng ta, mỗi một con người của chúng ta đều có những cái thăng trầm của cuộc sống. Ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh. Cuộc đời của chúng ta gặp bao nhiêu cái tai ương, có thể là ngồi ở đây mà chúng ta đang nhớ về những người thân của chúng ta bị Covid đang nằm xuống. Hoặc là một người thân nào đó năm ngoái còn chung vui với ta mà giờ đây đã ra đi trước chúng ta. Hoặc là ngay bây giờ chính chúng ta đang trải qua biết bao nhiêu cái thăng trầm, có thể rằng là chính bệnh tật đang hoành hành chúng ta ngồi ở đây mà chúng ta đang suy nghĩ khi nào đi bác sĩ, vân vân và vân vân. Thì trong cái tâm tình này để chúng ta nhìn về để biết tạ ơn Thiên Chúa thì chúng ta hãy học hỏi nơi các anh mù lòa đó để dù rằng không thấy đường nhưng vẫn cảm nghiệm được cuộc sống rất đẹp là tại vì anh ta nhìn cuộc sống với một con mắt, đó là con mắt đức tin và con mắt tạ ơn và nhìn tất cả mọi sự việc trong cái tâm tình gọi là rất là lạc quan. Và trong cái tâm tình đó thì tôi cũng muốn chia sẻ trong một năm mới thì chúng ta hãy nhìn về lại để cho chúng ta tạ ơn Chúa như thế nào. Có thể chúng ta một lần nữa gặp nhiều cái tắng cay nhưng chúng ta hãy nhìn về thường khi mà trong một tờ giấy trắng mà chúng ta chấm một cái vết đen thì chúng ta chỉ có nghĩ và suy nghĩ về cái vết đen đó là có thể là bị bệnh, có thể là vì mất việc, có thể là vì gia đình đang gặp nhiều cái này cái kia. Nhưng chúng ta quên một tờ giấy trắng, đó là hồng ân của Thiên Chúa, mà tờ giấy trắng đó nó nhiều hơn là cái chấm đen. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta biết bao nhiêu hồng ân thì chúng ta hãy ngồi lại nhìn lại để đếm những hồng ân đó và tạ ơn Chúa. Để chúng ta bước vào cái năm mới này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta sức mạnh, cho chúng ta đức tin, cho chúng ta đức cậy, đức mến và trên hết đó là tình yêu thương và sự bình an. Và trong cái tâm tình đó cũng là bước vào năm mới. Thì thường bước vào năm mới thì quý ông bà chị em biết chúng ta là bước vào một tuổi mới. Và khi bước vào một tuổi mới thì nhất là các chị mỗi lần mừng birthday đó thì các chị ấy birthday thì mừng nhưng mà đừng bỏ cái hộp, đừng bỏ bao nhiêu cây nến lên, tại vì sợ người ta biết mình bao nhiêu tuổi. Rồi có những người sợ birthday đến nỗi không dám mừng birthday nữa là tại vì sợ mình thêm tuổi thêm già. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy nhìn về lại, nếu mà chúng ta 16, 17, 18 tuổi mà chúng ta bị bệnh thì chúng ta xin gì? Chúng ta xin Chúa chữa lành cho chúng ta hết bệnh đúng không cơ?
Mà nếu Chúa nhập lời chúng ta mà Chúa cho chúng ta hết bệnh, chúng ta được sống thêm 20 tuổi, 21 tuổi, 24, 25, rồi lên 30, rồi tự nhiên Chúa nhập lời Chúa ban cho chúng ta, rồi tự nhiên khi mà chúng ta được ơn Chúa ban cho thêm tuổi, chúng ta sợ chúng ta già. Như vậy là cuộc đời của chúng ta không bao giờ thấy bình an. Cuộc đời của chúng ta không bao giờ cảm nghiệm được hồng ân của Chúa. Tôi nghĩ rằng là nếu mà Chúa không ban cho tuổi, Chúa tắt đi thì nói rằng tại sao Chúa không nhập lời, Chúa lấy con về sớm quá. Mà Chúa ban cho thêm tuổi thì lại sợ mình già. Như vậy thì bao giờ mình mới có được niềm vui? Trên chính cuộc đời của chúng ta là tất cả là hồng ân. Nhưng chính vì chúng ta chuốc cái đau khổ cho chúng ta, chúng ta đưa cái đau khổ đến cho chúng ta, và chúng ta tự đào lỗ để chôn chết chúng ta. Cho nên trong cái tâm tình đó, mỗi lần các anh các chị mà chúng ta mừng birthday, thật sự đó là món quà cuộc sống Chúa ban cho. Dù chúng ta bao nhiêu tuổi, hoặc là các chị 30, 40, mà 50 mà chưa lấy chồng cũng ok, mừng đàng hoàng. Đừng có mà trời ơi sắp sửa tới già quá rồi mà chưa có thằng nào cưới hết. Cái thằng nào cưới không thành vấn đề. Cái vấn đề là mình có món quà Chúa ban cho và mình tạ ơn Chúa từng giây phút. Cho nên trong tâm tình đó thì chúng ta hãy luôn luôn sống trong tâm tình tạ ơn như người mù mà tôi mới chia sẻ qua bài giảng. Chúng ta cảm ơn Chúa từng giây phút. Tại vì cuộc sống của chúng ta là ngày hôm qua, là ngày của quá khứ, ngày mai là ngày của tương lai, chỉ có ngày hôm nay là hồng ân. Chưa chắc năm sau chúng ta còn có nhau. Cuộc sống nó làm cho chúng ta nhiều khi có chúng ta muốn thêm, có thêm rồi chúng ta muốn thêm nữa. Đó là cái tư tưởng rất bình thường cho những con người bình thường. Nhưng ngày hôm nay Chúa muốn chúng ta trở thành một con người theo Chúa, nhưng vượt trên sự bình thường, đó là hãy kiếm tìm nước Thiên Chúa. Mà khi kiếm tìm nước Thiên Chúa thì đó là chúng ta sẽ tìm thấy cái bình an nơi chúng ta đang đứng, không cần phải đi tìm đâu xa. Hãy chấp nhận những gì chúng ta đang có và tạ ơn Chúa từng giây phút, thì tự nhiên bình an của Chúa sẽ đến với chúng ta, và năm mới chúng ta bước tới sẽ bình an hơn, sẽ vui vẻ hơn và hạnh phúc hơn. Và trong năm mới, trong tâm tình đó thì người Việt Nam của chúng ta thường có những lời chúc cho nhau. Mà tôi thấy những lúc mà chúng ta chúc cho nhau, chúng ta cũng chúc không đúng nữa. Chúc thì chúng ta phải chúc với tất cả cái sự tâm tình chân thật, mà chúc thì nó phải thực tế. Tôi cho ví dụ, người ta chúc nhau cái gì? Chúc cho ông bà thọ tỷ Nam Sơn. Trời, biết thọ tỷ Nam Sơn là gì không ông bà? Là bằng với lại núi, với trời, với đất. Mình sống 80-90 là amen rồi, mà đòi sống bằng tỷ thọ tỷ Nam Sơn. Cho nên chúc những cái đó là nó chỉ là hoa màu bóng bẩy thôi, chứ không có thực tế. Ai mà thấu được cả ngàn, cả trăm, cả triệu năm đâu. Rồi có người chúc như thế này nè: chúc cho quý ông bà anh chị em tiền vô như nước, mà tiền ra nhỏ giọt. Như vậy là chúc cho người ta trở thành người keo kiệt. Mà trong khi đó mình muốn còn người ta sống phải rộng rãi với nhau, mà đây thì lại chúc cho những cái lời như thế. Thì cho nên nói tóm lại là khi chúng ta chúc cho nhau ai điều gì, chúng ta phải suy nghĩ cái lời chúc đó nó có thật lòng mà nó có thực tế hay không. Và rồi trong năm mới, tôi xin một lần nữa chúc quý ông bà và anh chị em, quý cha, quý sơ, quý bà chị em một năm mới bình an, dồi dào ơn Chúa và sức khỏe. Và trên hết một lần nữa đó là bình an. Vì khi chúng ta có bình an thì chúng ta có ngồi trên đống lửa, chúng ta cũng bình an. Mà khi chúng ta bất an thì chúng ta có ngồi trên đống vàng, chúng ta cũng bất an. Amen. Happy New Year! For our Bishop Oscar Cantu, priests, religious sisters and brothers, and all church leaders, that they may be guided and strengthened by the gifts of the Holy Spirit in this Lunar New Year. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. For the world peace, cầu cho sự phát triển và thịnh vượng giữa mọi dân tộc. Xin cho mọi người trên thế giới luôn biết sử dụng thời gian Chúa ban một cách sáng tạo và hữu ích nhất để làm cho thế giới ngày một tươi đẹp hơn. Chúng ta cầu xin Chúa.
ngàn lời chúng con. For all those who are in loving relationships as the world marks St. Valentine's Day this Monday, that they remember that their love for each other is a reflection of God's love for us. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. For those who are celebrating the Lunar New Year, cầu cho cộng đồng Công giáo Việt Nam, xin cho mọi tín hữu Công giáo Việt Nam trong giáo phận San Jose trong năm mới nhâm dần luôn biết cậy dựa vào Chúa trong mọi biến cố thăng trầm, biết sống tâm tình phó thác vì tất cả đều là hồng ân Chúa ban. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. For all those who have been away from church because of COVID or fear, may they know our love and prayers, and for the personal intentions we hold in our silence. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. For the faithful departed, cầu cho các hiến lễ xin trong thánh lễ này, xin Chúa nhận lời chúng ta cầu nguyện và ban cho các linh hồn ông bà, cha mẹ, thân bạn quyến thuộc đã qua đời được sớm chung hưởng mùa xuân vĩnh cửu trên nước trời. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. O God, who throughout all time have blessed your people and dwelt among them, in this Lunar New Year, we implore your inspiration and guidance, that all we do may find its beginning in you and through you reach completion. We ask this through Christ our Lord. Amen. Chịu khổ hình vừa cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Vâng, lời Chúa kính thế và theo thể thức người dạy chúng ta giao nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha
nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chiêu cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thoái thư cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên hoan. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đang cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Về Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin được chấp tội chúng con xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và cùng cha. Anh chị em chúc bình an cho nhau. Dangers may afflict those who always trust in your protection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Kính thưa quý đức cha, quý đức ông, quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý cụ bà chị em, trong ngày đầu năm, năm dần, năm con cò theo truyền thống của chúng ta. Thì những người được sinh ra trong năm này, năm dần là những người rất can đảm, thích phấn đấu, tự tin, có lãnh đạo, sẵn sàng và khó lường được quyết định của họ. Nhưng mà có những quyết định rất là hay. Nhân đầu năm, tôi xin được thay mặt quý tu sĩ nam nữ để gửi đến quý vị lời chúc tụng. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta một năm vừa qua được tốt đẹp và xin Chúa trong năm mới nhâm dần này sẽ ban cho quý vị một năm mới đầy tràn hồng ân Thiên Chúa, sức khỏe dồi dào và được mọi sự thông đạt. Xin cầu chúc. Xin Thiên Chúa quan ơn là Cha và Con và thân thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bằng an. Thank you.
Thank you.